không biết nói thế nào cả. Con chỉ biết gửi lời cảm ơn đến cô dì chú bác, quý khách hàng đã đến dự và tham gia cùng lại chương trình của con. Con xin chân thành cảm ơn ạ. Vâng ạ, bà Khánh Linh rất là run. Mọi người có thể cho chủ spa của chúng ta một tràng pháo tay thật là lớn đúng không ạ? Chúng tôi rất trân trọng sự hiện diện và có mặt của tất cả quý vị trong một ngày nghỉ như thế này. Và cũng biết là quý vị đã dành rất nhiều thời gian tâm huyết để đến trải nghiệm sản phẩm tại Khánh Linh Spa cơ sở 2. Thưa quý vị, Khánh Linh Spa cơ sở 2 là đứa con tinh thần được ấp ủ, thai nghén và thực hiện bởi chị Khánh Linh, một người luôn dành trọn niềm đam mê với ngành làm đẹp và chăm sóc da. Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành làm đẹp, cũng như đã từng mở qua các spa, chị luôn mong muốn được mang đến một không gian trải nghiệm tuyệt vời cho khách hàng. Nhưng trên hết là muốn gây dựng một địa chỉ uy tín, nơi các khách hàng có thể hoàn toàn tin tưởng để gửi chọn sức khỏe làn da của mình. Kính thưa quý vị, và chúng tôi xin được trân trọng thông báo Khánh Linh Spa cơ sở 2. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần vô cùng long trọng. Sau đây chúng tôi xin được trân trọng kính mời bà Khánh Linh sẽ lên sân khấu để nhận phần quà từ công ty dược phẩm Eva và Phan Anh. Chúc mừng Spa Khánh Linh khai trương Hồng Phát. Xin được trân trọng kính mời bà. Chúng tôi chuẩn bị một lần nhà nha. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện của công ty dược phẩm Eva và Phan Anh sẽ lên sân khấu để cùng gửi món quà hai chính thức được bắt đầu. Chúng tôi xin mời đội múa lân sẽ thực hiện nghi thức rước lộc vào spa của chúng ta. Xin mời đội múa lân nữa. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Xin mời ạ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đó là chú Lân đang chính thức thông minh nhá, để báo cáo của công thần tài mang lại may mắn khai trương Hồng Phát. Vâng, thưa quý vị, và mở màn cho nữ tiên. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng hướng lên sân khấu để chứng kiến một giờ phút vô cùng đặc biệt. Vâng, sự đồng hành hợp tác và sự cộng tác của tất cả các chị em làm đẹp đã mang đến cho cơ sở của chị Khánh Ninh thật nhiều niềm tin vững bước và thêm nhiều cơ sở hơn nữa. Và hôm nay mừng ngày khai trương cơ sở 2 cũng như là mừng ngày mà chúng tôi tổ chức buổi lễ tân gia. Vâng, chúc mừng cho sự phát triển của anh chị ạ, và chúc mừng cho sự nghiệp làm đẹp thẩm mỹ của gia đình anh chị Khánh Linh. Vâng, thành công vượt mức và có nhiều cơ sở hơn nữa. Thì ông thần tài cùng hai chú Lân và tất cả các anh chị, chúng ta hãy cùng nở một nụ cười thật tươi, nở một nụ cười thật tươi và thả tim để chúng ta mang lại may mắn cho cơ sở của chị Khánh Linh. Vâng, thả tim thật nhiều, nhân thật nhiều, biểu tượng nhân thật nhiều là chúng ta mang lại may mắn thật nhiều. Vâng, thưa quý vị, như chúng ta đang được chứng kiến tại đây, đó là một hình ảnh vô cùng đặc biệt với những tràng pháo tay từ tất cả quý vị. Chúc mừng khai trương Hồng Phát. Xin cảm ơn. Anh chạy lên tiến lên phía trước quay và sau đó thì các chị bên đây chào ạ. Chuẩn bị ạ, 1, 2, 3. Anh chạy lên phía trước ạ. Quay chạy lên phía trước anh ơi. Chạy lên trước, sau đó thì các chị lấy tay chào, hướng về phía từng người một ạ. Vâng. Lại. Để mô. 1, 2, 3 nhé, em sẽ bắt nó nhìn bạn. Vâng, các chuyên gia. Vâng, chủ tịch Cao Vũ ạ. 1, 2, 3. Chúc mừng. Vâng ạ, và sau đây thì xin mời tất cả các anh chị ạ, chúng ta cùng di chuyển đường ngang phía dưới để chương trình ca nhạc sẽ lại tiếp tục ạ. Chân trọng kính chào quý vị, hãy cùng tiếp tục lên sân khấu.